Đây là Cape May, New Jersey, cách tiểu bang Philadelphia cỡ tiếng gửi. Ở đây thì giống như nó cách cỡ OK, gia đình nhỏ nhỏ đã đến Cape May rồi đó. Khách sạn này cũng OK, thì cũng như là nó có mấy tầng trệt, cỡ 3 tầng, nó có hai khu, giống như một khu có thể giống như ngầm ngắm biển, nó có hồ bơi ngoài trời nữa, và với lại có một cái hồ bơi ở trong nhà. Cái khu đó thì giống như là khu để giống như là cái Grand Central để mình check in này nọ. Đằng trước thì cũng như là một cái bãi biển. Nó cũng OK thôi, giá giống như là mùa này giá 130, tính luôn thuế thì cũng OK. Thì xe mình có thể giống như đậu vòng vòng cấp khu, thì giống như là đi qua bốc quát thì giống như cỡ 2 phút thôi. Thì OK, có gì lát giống như là review thêm nữa nhé. OK, KDG rồi đủ thứ hết. Thì giống như một cái phòng xung quanh đi dạy thôi. Đây là một cái cửa sổ, mình có thể nhìn ở ngoài biển sáng sớm. Cô cha. Đây là Cape May, New Jersey, cách tiểu bang Philadelphia cỡ tiếng gửi. Đây thì giống như nó cách cỡ Atlantic City cỡ nửa tiếng. Thì ở đây thì nó cũng thư giãn vì nó biển. Biển nghe em. Thấy không? Biển. Họ giống như là thư giãn như vậy thôi. Nhà cửa đây thì nó sạch và đẹp hơn bên Atlantic City nhiều. Ghế, nhìn ghế thì đó nó đẹp hơn bên kia nhiều. Đường xá xa cộ thì giống như một cái khu nghỉ dưỡng. Bây giờ thì khoảng tháng này thì giá cả phòng thì không có đắt gì mấy. Trời, cái phế của Mỹ, cái bay bay. Nhà mới xây lại nhà cũ phải không? Thank you.
Hôm nay là sáng thứ ngày thứ hai, mình đã rời khỏi Cape May. Đây là Wildwood. Ở đây là cách Cape May cỡ 10 đến 15 phút lộ trình. Mình chạy xe lộ trình thôi. Thì giống như là tùy mình chạy. Thì giống như là ở đây nó cũng giống như Atlantic City. Thì nó cũng có cái boardwalk. Thì có bán đồ ăn, rồi bán cây, bán pizza đủ thứ hết á. Như là chuyên là bán cho du khách rồi đi chơi đủ thứ hết á. Ship bay. Ship.